Dạ, xin chào quý vị khán giả xem kênh Võ Minh Điền chạy đâu cho thoát. Nó lên trên mạng không rày á, mấy bữa nay đi là không có lên clip là tại vì nó không có nói ok những cái chuyện nó đi đâu đó, nó bỏ trốn hay là gì đó kệ đó, không quan tâm. Nhưng mà hồi đêm qua lại tiếp tục lên livestream, là đi lại livestream cùng với Lạc Phong ha. Nửa đêm bắt đầu lên livestream, lên livestream rồi giải thích về cái số nợ của Lạc Phong như thế này thế kia, nó sợ giống như cái ông thầy giáo Jimmy Quỳnh đó, cho nên là tới phân trần. Rồi Võ Minh Điền mới nói là ok số tiền mà bán cái này cái kia cho anh Chinh Lê gì đó tùm lum hết trơn. Nhưng mà mọi người không biết là lý do tại sao mà có xuất hiện cái buổi livestream hôm qua, vì hôm nay nó buộc phải lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp để kết thúc điều tra vụ chị Đinh Thị Chiên ngày 9 tháng 2 mà gia đình Đinh Lan đã tố cáo Võ Minh Điền là đứng ra cầm đầu để tấn công Đinh Thị Lan ngày 9 tháng 2 năm 2022, nhưng tấn công nhầm Đinh Thị Chiên. Thì ngày mai thì chị Đinh Thị Chiên cùng với mẹ sẽ nhận kết quả của cái điều tra cái vụ tấn công ngày 9 tháng 2 và thương tật chị Đinh Thị Chiên 200%. Thì ngày mai có cái buổi hẹn gặp của tại Trần Anh Tú, điều tra viên của công an quận Gò Vấp, với chị Đinh Thị Chiên và mẹ của Đinh Lan. Thì đáng lẽ là lịch trình là ngày mai là Đinh Lan đã có mặt ở Đắk Lắk để làm cho cái việc thu gom chuối và khóm, cho thu gom nông sản Đinh Lan thông báo rồi. Nhưng mà đợi sáng ngày mai chị gái và mẹ làm việc xong thì Đinh Lan mới bay đi Đắk Lắk nha. Bây giờ hẹn những người mà Đinh Lan có hẹn ở Đắk Lắk thì để sáng ngày mai xong Đinh Lan sẽ đi cái chuyến sớm nhất để gặp mọi người, sẽ làm việc vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật ha, làm việc hai buổi đó, rồi tối Đinh Lan lại chiều tối Đinh Lan lại bay ngược trở lại Sài Gòn, tại vì sáng thứ hai là phải đưa chị Jenny đi thi, đưa em đi học, cho nên là kế hoạch là đáng lẽ là chiều nay Đinh Lan bay đi Đắk Lắk nhưng mà dời lại đến trưa mai, đi chuyến trưa ngày mai mới bay đi Đắk Lắk để thử coi là tình hình cái kết quả điều tra của công an quận Gò Vấp với vụ án của chị Đinh Thị Chiên mà Võ Minh Điền là người bị tố cáo thì như thế nào. Thì thông tin là hôm nay là Võ Minh Điền sẽ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp nha. Còn cái chuyện lật phong lật gió gì kệ đó, nó nợ nần gì ai, nó bị tố cáo gì đó, và nó nói nó sẽ khắc phục hậu quả. Võ Minh Điền cho dù mày có lạy gia đình đó chăng nữa, nay mày nhớ những cái ngày mà mày truy sát từng người ha. Rồi ngày hôm nay không còn cái vẻ hân hoan, cho dù có lại đi chăng nữa khắc phục hậu quả với ai. Gia đình tôi chưa nhận được bất cứ một cái thông tin hối lỗi nào thật sự của Võ Minh Điền, cho nên là hôm nay Võ Minh Điền sẽ lên cơ quan công an quận Gò Vấp để làm việc về cái vụ chị Đinh Thị Chiên. Mọi người cứ ai mà cứ ở khu vực mà gần chỗ công an á, canh thế nào cũng gặp Võ Minh Điền, vô trong đó ký nhận những giấy tờ à ha. Mọi người yên tâm nha, tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu Trang Lan Đinh này mất thì bà con truy cập vào Zalo 0931208805 để lấy đường link của kênh Lan Đinh mới. Vì không sao, Đinh Lan không có hoạt động trong YouTube, cho nên là mất kênh này thì mở kênh khác bình thường. Dạ chào mọi người. Sự cân bằng trong vắng